anh em để ý kỹ nhá. Anh em thử đoán xem đây là hiện tượng gì nhé. Đấy, nét nẹt chuẩn bị nổ nơi. Máu một bên đen, gần đen một nơi một bên rồi. Xa xa ra thì đỡ bị đỡ bị cái hiện tượng nháy nháy, để gần có bị hiện tượng nháy nháy không? Gần nháy nháy một lúc nó bắt đầu nó ta nói hết nhé. Đấy, từ tòa chưa, what the hell, hiện tượng gì thế này? Chưa hết đâu, mày kêu lâu hết rồi. Đây, anh em xem là đây là cái hiện tượng gì nha. Đấy, anh em xem là cái đây là cái hiện tượng gì này. Đây là cái bóng đèn tít. Ai, cho anh em đấy. Anh em nghe rõ cái khí chưa? Vẫn chưa dừng. Đấy, thì ở đây xin giới thiệu với anh em, đây là cái bóng đèn tít mà điện dân dụng hay dùng nhé. Bóng đèn tít này, đồ cổ, anh em thử xem là nó là hiện tượng gì. Anh em xem đây, nó là hiện tượng gì rồi. Anh em chuẩn đoán xem nó là hiện tượng gì. Này kêu lâu nhỉ, vẫn chưa thôi. Vẫn chưa hết rồi. Đấy, em thử xem cái này được không nhỉ. Anh em thử xem là nó đi vẫn chưa hết, dần dần tí nữa sẽ hết, nó chuẩn bị hết rồi đấy, dần dần đấy nó sẽ hết nha anh em nhá. Đấy, hết rồi đấy, nó kêu rú lên một cái xong là bây giờ nó lại dần dần nó giảm dần tiếng kêu. Đèn vẫn sáng nhưng mà mọi người để ý nhé, hai bên đi mũi đèn này có hiện tượng đen rồi này. Đấy, hai bên đôi đèn này có hiện tượng đen rồi. Đó, thấy thấy chưa, chưa hết, một lúc nữa là nó sẽ hết. Đoàn một cái sao hết đấy. Cứ mỗi lần bật bóng lên là nó lại cái hiện tượng như thế này. Thì em thử giải thích xem là nguyên nhân của nó là sao. Đấy, hết rồi nha. Vẫn còn tí. Ok, thế nhá, anh em trong hội thử giải thích xem là cái hiện tượng này là hiện tượng thế nào, cách khắc phục ra làm sao nhá.
Mọi người có ý kiến gì thì để dưới phần bình luận video nha. Bye bye tất cả mọi người. Nếu bạn thấy video bổ ích, hãy like và chia sẻ cho mọi người. Đừng quên đăng ký và ấn vào chuông thông báo để không bỏ lỡ video mới nhất nhé.